sao tao đi nhậu. Thì chớ đi nhậu. Đúng rồi, đừng có nhậu nha. Mùa đây là mùa làm ăn, đừng có nhậu. Nhậu là bỏ công bỏ chuyện hết. Đợi cho quay coi ra vô uống rượu. Rồi, giao lưu với anh em cái cây mai giao rin, hoa đẹp, cây rin. Cái này form cây cao, tầm 1m2 á, độ rộng hai bên tầm hơn 1m. Hoa chùm. Mạch hoa nó nè. Quế ao cơ anh em, 8 cánh nha anh em. Lại tàn mất rồi. Nghét cái đây thôi. Chụp đời 10 cánh nè anh em. 10 cánh. Hoa là nó dấm nha anh em. Hoa dấm. Nhảy bung. Chụp cánh rất mịn nha anh em. Rồi anh em là thích liên hệ nha. Góc cũ ơi. Chụp coi cơ cũ đỡ góc rồi đàng hoàng nha anh em. Đấy, coi dân lâm nghệ thuật Karin. Rồi, giao lưu với anh em cu bé nha anh em. Bạn mình đớn cu nem mà mình cơ lên 200 kiếm tiền mua bia uống nha em. Đó. Kiếm tiền mua bia uống. Ok luôn anh em. Chụp tay tán form rồi. Mạnh mẽ lên bạn. Đấy chậu gì mà khom khom lưng. Cốt dáng đẹp quá mà.